Vâng. Như có ba thằng đang ngồi bên sập xám, thằng có râu là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang kiên đen là ông Dương Văn Minh, ông đang chia bài là Hồ Chí Minh. Trời ơi, Hồ Chí Minh ăn gian, trời ơi, Hồ Chí Minh ăn gian, trời ơi, Hồ Chí Minh ăn gian, trời ơi, Hồ Chí Minh ăn gian. Như có ba thằng đang ngồi bên sập xám, thằng có râu là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang thiên đèn là Dương Văn Minh, ông đang chia bài là Hồ Chí Minh. Trời ơi, Hồ Chí Minh ăn gian, 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 trời ơi, Hồ Chí Minh ăn gian.